Vâng thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại hồ gia đình ông Nguyễn Mầu Chiến và anh Nguyễn Anh Tài ở tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà. Đây là một trong những hồ gia đình của khu phố 10, phường 5. Ngày hôm qua khi mà mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 6 thì đã gây ngập uh, cục bộ và trong cái nơi mà cái gian phòng mà tôi đang đứng tại nhà của anh Nguyễn Anh Tài thì ngày hôm qua mực nước đã lên ngang với phần vai của tôi ở đây thì tất cả các cái hệ thống đồ đạc bàn ghế và cả cái vật dụng trong cái căn phòng dùng để làm phòng hồi hóa này thì đều bị ngập ướt toàn bộ và hiện nay thì các cái hộ dân ở đây như hồ gia đình của anh Nguyễn Anh Tài thì đều chưa tiến hành dọn dẹp được vì do nước thì mới rút từ tối ngày hôm qua. À, vâng thưa Nguyễn Anh Tài anh có thể cho biết là ngày hôm qua thì bên cạnh cái phân căn phòng này thì mực nước ở đây đã còn gây ảnh hưởng như thế nào đến gia đình của anh ạ? do là nhà mình là bị chịu ảnh hưởng của, của lụt lụt là từ hai mươi mấy năm giờ rồi nên nghe tin có, có nước dâng á thì uh, đã chuẩn bị là là, là uh, nâng cao ban ghế nhưng mà uh, vẫn là bị trôi là vẫn là bị chịu chấp nhận là bị, bị trôi ban ghế và bị trôi các đồ đạc uh, giống như uh, sóng tháo đồ này kia rồi. đó thì uh, uh, ngập lụt ở ở ở mình đây là là gia đình mình đã chịu lâu lắm rồi uh, từ và ngay từ khi là có đường phạm văn đông đi qua có có cái cổng này những cái cổng này hướng thẳng vô vườn nhà mình đó vì nó đang chơi chơi thi công tiếp thì uh, mức độ lụt là từ phía là nó sẽ tràn về nhà mình hết đó. anh có thể cho biết là trong những năm gần đây thì năm nay đã là phải là đã phải là cái năm mà có cái mức mức uh, ngập lụt vào nhà mình cao nhất hay chưa 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 đây chưa phải là năm có mức ngập cao nhất ở nhà mình à, mình nhớ là năm cũng là 2020 thì nước ngập là cao lên tận cái mãi này, này đó nước ngập cao lên tận cái mãi đó vâng ừ, thưa quý vị và các bạn như chúng tôi được biết thì đây là một trong nhiều hồ dân của khu phố 10 phường 5 chịu ảnh hưởng cho cái năm trong cái dự án quy hoạch đường Lê Thánh Tông từ Hùng Vương đến Lê Lợi à, và cái tình trạng ngập lụt tại đây thì đã xảy ra trong nhiều năm qua và nếu như các hồ dân ở đây mà được à, giải phóng mặt bằng và xây dựng thì các cái phần cái phần việc ngập lụt này thì nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng hơn à, và chi tiết thì chúng tôi sẽ phỏng vấn ông Trần Quý Hùng khu phố trưởng khu phố 10 phường 5 thưa ông xin ông, ông, cho chúng tôi được biết là trong cái phạm vi của khu phố 10 phường 5 thì có bao nhiêu hộ dân là nằm trong cái vùng quy hoạch của cái dự án đường Lê Thánh Tông nội dài này hiện tại bây giờ là có 8 hộ là được giải phóng mặt bằng trong giai đoạn này còn đất đai thì là nhiều Nhưng mà thực sự là nói là nhà ở thì có 8 mộ Thì do cái vấn đề là, là là, 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 cái dự án để mà cái mở cái đường Lê Thánh Tông này cũng là từ 2007 đến bây giờ thì không biết là nó khúc mắc ở cái khâu nào thì đến bây giờ là cái mong muốn của các cái hộ dân ở đây là nếu như dự án mà làm thì khẩn trương làm để cho bà con là tạo mọi điều kiện cho bà con là có một cái nơi ở mới còn nếu như không cũng phải thông báo cho bà con biết để bà con là xây dựng nhà cửa để mà ở cho tình hình này là từ 2007 đến bây giờ. Nhất là năm 2020. Như vậy là lụt một tháng trời. Rất vất vả. Thế Còn trong cái năm nay thì ở đâu từ đâu mua cái mưa bão đến nay thì cái tình trạng ngập lụt ở đây nó xảy ra như thế nào thưa ông? À, nói chung là năm nay thì mấy ngày qua là trận mưa lớn nhất từ trước tới trong cái năm nay thì nói chung là do cái mưa hắn cũng dứt điểm chiều hôm qua cho nên là cái nước chiều hôm qua là hắn cũng rút chứ còn nếu như mà mưa còn kéo dài là ở riêng cái, cái gia đình này là cứ có mưa là có lụt à, là lụt lên bởi vì đây là cái điểm rốn thấp nhất do cái đường phạm văn đồng này là bị rào cạn lớn nhất và cái cổng hiện nay là cái cổng các cái cổng thoát nước là được tập trung về ở cái, cái rốn này cho nên là cái đường thoát là không kịp. Cho nên là cái điểm này là cái điểm thấp nhất của khu phố 10. À, cho nên là cũng đề nghị là là, là, là là bên các cái dự án là khẩn trương là coi như là giải phóng mặt bằng cho sớm vì đây các hộ dân là cực lắm rồi. Vâng xin cảm ơn thông tin của ông Trần Quỷ Hùng, khu phố trưởng khu phố 10 phần 5. À, và thông tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo.